Trong cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống Data for Life năm 2023, tỉnh Thanh Hóa có một ý tưởng vượt qua gần 200 ý tưởng khác để lọt vào vòng chung kết và đạt giải khuyến khích. Đó là giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu căn cước công dân gắn chip trong phòng chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ trái quy định của Công an tỉnh Thanh Hóa. Giải pháp này không chỉ được hội đồng chuyên môn cuộc thi đánh giá cao về tính ứng dụng thực tiễn, mà còn cho thấy sự sáng tạo linh hoạt của các cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Là đơn vị chủ công trong việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cũng như tham mưu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hơn ai hết, các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa là người nắm rõ cách thức vận hành, tính ứng dụng của các trường thông tin cá nhân công dân cũng như tiến độ liên kết giữa cơ sở dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu khác. Do đó, ngay khi các cơ sở y tế thực hiện liên thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ý tưởng về một giải pháp công nghệ vừa tiết kiệm vừa khả thi nhằm chống mua bán trẻ sơ sinh chỉ bằng thẻ căn cước công dân gắn chip và thiết bị xác minh di động ra đời. Cái giải pháp này ấy, thì sẽ thực hiện ngay trước cái khâu thực hiện cấp giấy chứng sinh. Có nghĩa là gì? Nếu như mà sản phụ hoặc là người nhà sản phụ mà có ý định thực hiện cái hành vi gian dối thông tin, thì trước khi cấp giấy chứng sinh thì nhân viên y tế sẽ sử dụng cái giải pháp này để xác thực được xem là sản phụ đấy có đúng với cái thông tin mà họ cung cấp hay không. Đấy là cái tính phòng ngừa. Còn lâu nay các cái vụ việc mà được phát hiện ấy, là lại thông qua cái công tác nghiệp vụ khác của lực lượng công an, ví dụ như cái công tác kiểm tra hành chính xung quanh các cái khu nhà trọ xung quanh các cái bệnh viện lớn, hoặc là cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì mở rộng điều tra thì phát hiện ra được những cái vụ việc như vậy. Đấy, tức là nó mang tính bị động hơn một chút. Tham gia cuộc thi Data for Life, giải pháp chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ của Công an tỉnh Thanh Hóa là một trong số ít các giải pháp không có sự góp mặt của các đơn vị chuyên về cung cấp công nghệ thông tin, mà đơn thuần là của một cơ quan nhà nước, được xây dựng và hoàn thiện bởi tập thể các cán bộ, chiến sĩ, sau thời gian dài tự mày mò, thử nghiệm và điều chỉnh. Với việc sử dụng nền tảng dữ liệu sẵn có và trang thiết bị đơn giản có thể sản xuất trong nước, đây là giải pháp có thể ứng dụng ngay trong thực tiễn. Đối với cái giải pháp này thì chúng tôi có thể khẳng định được là giải pháp không những khả thi mà còn có thể áp dụng được ngay. Cái vấn đề hiện tại thì chúng ta sẽ có hai việc cần phải làm. Thứ nhất về mặt pháp lý, thứ hai đó là về mặt kỹ thuật. Về mặt pháp lý, tức là bây giờ thì sẽ Bộ Công an và Bộ Y tế sẽ làm việc với nhau để có thể thay đổi về cái quy trình khám chữa bệnh hoặc là làm các thủ tục cho bệnh viện để tạo ra một cái hành lang pháp lý để khi các cấp giấy chứng sinh ấy, thì sẽ thực hiện cái việc xác minh nhân thân. Đó là về mặt pháp lý. Còn về mặt kỹ thuật ấy, thì hiện tại thiết bị đã có, tuy nhiên mà để có thể triển khai được ở tất cả các cơ sở y tế thì đồng nghĩa với là cái giá thành của thiết bị nó phải giảm đi. Thì lúc đấy thì chúng tôi đã có kiến nghị với Bộ Công an một số cái tính năng để có thể giảm được cái giá thành của thiết bị. Như vậy thì đồng nghĩa với là tất cả các cơ sở y tế đều được trang cấp từ trung ương đến cấp xã. Đồng nghĩa chúng ta sẽ tạo ra một cái mạng lưới về mặt quản lý, thì khi đấy thì sẽ quản lý dễ dàng phát hiện hơn những cái vụ việc. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nơi chứa đựng các trường thông tin cá nhân quan trọng, định danh một con người mang quốc tịch Việt Nam hoặc đang sinh sống ổn định lâu dài tại Việt Nam. Do đó, đây được gọi là dữ liệu gốc, một nguồn tài nguyên quý giá trong thời đại công nghệ số. Do vậy, không chỉ dừng lại ở giải pháp phòng chống mua bán người, Công an Thanh Hóa đang tiếp tục khuyến khích các cán bộ, chiến sĩ phát huy tối đa sức sáng tạo nhằm phát triển các ý tưởng khai thác nguồn dữ liệu này, phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực khác.